Nam thần Đặng Vi phì phèo thiếu thuốc, thẳng nhiên ngoáy mũi khiến fan girl cất gọn poster vào góc. Đặng Vi, mỹ nam trường Tương Tư gây thất vọng với hình ảnh phì phèo thiếu thuốc, thẳng nhiên ngoáy mũi ngay tại phim trường. Khi tên tuổi đang ngày càng vụt sáng thì nam diễn viên sinh năm 1995 lại tự đập đổ hình tượng của mình. Sau cơn sốt trường Tương Tư, Đặng Vi nhận được nhiều sự chú ý với lượng fan tăng vọt. Chính vì thế những thông tin xoay quanh nam diễn viên cũng rất được quan tâm, đặc biệt những dự án anh tham gia đều thu hút nhiều sự quan tâm và thiên đài hữu thụ cũng chẳng phải ngoại lệ. Đây cũng là vai diễn nam chính đầu tiên của Đặng Vi chỉ sau 3 năm ra mắt với vai trò diễn viên. Thế nhưng giữa lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, mỹ nam sinh năm 1995 lại có hành động gây mất thiện cảm, loạt fan girl đồng loạt cất gọn poster anh vào góc. Cụ thể, Đặng Vi bị phát hiện ngang nhiên phì phèo khói thuốc ngay giữa phim trường. Ngay sau khi những hình ảnh này được công bố, nhiều netizen phê bình hành động của nam diễn viên vì khiến nhiều người xung quanh phải chịu cảnh hút thuốc thụ động. Cái tên Đặng Vi cũng trở thành một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo những ngày gần đây. Hành động này của Đặng Vi không những hủy hoại hình tượng trai ngoan của mình trong mắt công chúng, còn khiến fan vô cùng thất vọng về thái độ và hành xử thiếu chuyên nghiệp của thần tượng trong lúc làm việc. Không những thế, anh chàng còn bị bắt gặp thản nhiên lấy tay móc mũi trước ống kính máy quay rất vô duyên và phản cảm. Chính Đặng Vi đã đập vỡ hình tượng nam thần mà mình cố gắng xây dựng trước đây. Netizen để lại nhiều bình luận về sự việc này. Hot rồi mà khá thản nhiên nhỉ, thuốc lá cũng không phải tốt lành gì, nhân tiện thì cai luôn đi, chứ idol mà vài bữa lại lên hình ảnh phì phèo thuốc lá nó xấu hình ảnh lắm luôn. Hút thuốc thì ai cấm đâu, nhưng mà người ta đang làm việc đứng trước mặt mình mà nhả khói được thì đúng là tài tình. Cái cậu này trước kia cũng thuộc hạng chơi thứ dữ mà giờ đổi hình tượng ngây ngô nhìn sượng trân. Nam diễn viên Đặng Vi sinh ra tại thành phố Hồ Hòa Hạo Đặc, Nội Mông, Trung Quốc. Anh theo học vũ đạo từ nhỏ. Với nền tảng này, anh thuận lợi thi đậu ngành kịch múa của Học viện Hí kịch Trung ương. Nét điển trai nổi bật, chiều cao ấn tượng 1m83, nhanh chóng thu hút sự chú ý và tìm thấy cơ hội bước chân vào giới giải trí Hoa ngữ. Mãi cho đến khi siêu phẩm cổ trang Trường Tương Tư phát hành, tên tuổi của Đặng Vi mới bắt đầu vươn lên tầm cao mới, có cơ hội diễn xuất cùng nữ đỉnh lưu thế hệ 90 Dương Tử, diễn viên đàn anh nhiều kinh nghiệm Trương Vãn Ý và đàn Kiện Thứ. Đặng Vi thành công chinh phục đông đảo khán giả nhờ diện mạo và lối diễn xuất khéo léo giàu tình cảm. Trên Tencent, Trường Tương Tư phá mức nhiệt độ 33.000 điểm và là phim thành công nhất năm nay của nền tảng. Trên các bảng xếp hạng chỉ số truyền thông thảo luận DataWin và VLinkK, Trường Tương Tư cũng chiếm giữ vị trí top 1 xuyên suốt quá trình phát sóng, đứng top đầu những phim đạt điểm số cao nhất năm. Mới đây, trên nền tảng Weibo xác nhận Trường Tương Tư là bộ phim ăn khách thứ hai trong năm 2023 sau phim chính kịch Cuồng Phong, với các chỉ số tìm kiếm, thảo luận và lượt xem vượt trội. Xuất hiện trong Trường Tương Tư, tạo hình của Đặng Vi trong vai công tử Thanh Khâu Đồ Sơn Cảnh đốn tim khán giả bởi nét thanh nhã dịu dàng. Không có nhiều đất diễn, vai diễn của Đặng Vi vẫn được khán giả đánh giá cao. Đặc biệt, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho diễn xuất có nhiều tiến bộ rõ rệt của Đặng Vi từ Trường Nguyệt Tẩn Minh sang Trường Tương Tư. Nhờ hiệu ứng của Trường Tương Tư lẫn vai diễn, tài khoản Weibo của Đặng Vi tăng gần 2 triệu lượt theo dõi chỉ sau 2 tuần phim phát sóng.